Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển thậm thầm bát nhã ba la mật đa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, vì các hữu tình tuyên thuyết lưu truyền hoặc viết chép, dùng các vật báu trang sức, lại đem các tràng hoa thượng diệu, hương bổ thương xoa, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, trần kỳ kỹ nhạc, đèn sáng vân vân, dù chỉ trong chốc lát, để cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này được bao nhiêu phước đức? Phật dạy: Kiều Thi Ca, ta hỏi lại ông tùy theo ý ông mà đáp, có các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với chư Như Lai sau khi niết bàn, vì cúng dường sáu loại Phật nên dùng bảy báu xây tháp trang sức các loại chân kỳ hòa lẫn, tháp đó cao lớn một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, các ngọc lạ quý, kỹ nhạc đèn sáng vân vân, trọn đời cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, theo ý ông các thiện nam thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên đó mà được phước báu nhiều không? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức đó rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, phước đức đó rất nhiều. Phật dạy: Kiểu Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân đó đạt được phước đức nhiều hơn việc làm kia vô lượng vô biên. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, tạm gác việc này lại, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với chư Như Lai sau khi niết bàn, vì muốn cúng dường xá lợi Phật nên dùng bảy báu để xây tháp trang sức bằng các loại chân kỳ hòa lẫn, tháp đó cao lớn một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, như vậy cho đến đầy khắp một châu thiện bộ, bốn đại châu, tiểu thiên giới, trung thiên giới hoặc 3000 đại thiên thế giới, đều dùng các tràng hoa thượng diệu, cho đến đèn sáng, trọn đời cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, theo ý ông thì các thiện nam thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên ấy được phước nhiều không? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức đó rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, phước đức đó rất nhiều. Phật dạy: Kiểu Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân đó được phước đức hơn vô lượng vô biên. Kiểu Thi Ca, lại như một 3000 đại thiên thế giới, giả sử các hữu tình ở 3000 đại thiên thế giới, mỗi người đều đối với chư Như Lai sau khi niết bàn cúng dường xá lợi Phật, dùng bảy báu đè xây tháp trang sức bằng các loại chân kỳ hòa lẫn, tháp đó cao lớn một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, đầy khắp trong 3000 đại thiên thế giới, không chỗ nào trống, rồi đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, theo ý ông thì các hữu tình trong 3000 đại thiên thế giới như vậy nhờ nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức đó rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, phước đức đó rất nhiều. Phật dạy: Kiểu Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân kia phước đức đã đạt được nhiều hơn vô lượng vô biên. Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn đúng vậy, Bạch Thiện Thệ đúng vậy. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn ở đời quá khứ vị lai hiện tại, giả sử tất cả hữu tình trong 10 phương hằng hà xa thế giới đều đối với Như Lai sau khi niết bàn, vì muốn cúng dường xá lợi Phật nên dùng bảy báu để xây tháp trang sức bằng các loại chân kỳ hóa lẫn, tháp đó cao lớn một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, đầy khắp trong 10 phương hằng hà xa vân vân, thế giới chư Phật không chỗ nào trống, mỗi người đều dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn, các hữu tình này nhờ nhân duyên ấy mà được phước đức có nhiều không? Phật dạy: Rất nhiều. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển thậm thầm bát nhã ba la mật đa này, mà trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc có người viết chép,
dùng nhiều vật quý báu để trang sức, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, dù chỉ trong khoảnh khắc để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ vân vân này do nhân duyên đây mà thành tựu nhiều phước đức hơn người kia, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính cả. Vì sao?